Xin chào các bạn. Thì tiếp theo video này mình sẽ nói về cái sao chép cái file meta và Android sau khi mod. Thì ở đây bước tiếp theo của cũng sau khi recom ấy. Sau khi recom thì các bạn sẽ xuất hiện thêm cái file miui.shitamui.rc này. Đấy. Thì sau bước này thì các bạn cần phải sync. Mà mình cảm thấy cái nó dùng không được tốt. Như mình dùng Xiaomi ấy, dùng ROM MIUI ấy. Thì bữa mình sync thì mình thay vào thì nó bị mất status bar. Còn mình làm theo kiểu thủ công, copy thủ công này thì lại được, nên mình cũng khuyên anh em nên làm theo kiểu copy thủ công này. Đấy. Thì đây mình sẽ mở. Đầu tiên các bạn nhận giữ cái file MIUI System SDK này. Đấy. Và kéo lên. Thì ở đây có chữ mở như zip này. Đấy. Sẽ chọn vào nó. Đây. Thì qua tab bên này. Các bạn vượt qua này. Và qua tab bên này cũng vào tương tự đấy. Còn như trong APK tool. Còn bên này thì các bạn sẽ nhấn giữ vào systemui.apk. Đây, cái này là cái gốc. Và cùng mở như chip như vậy. Đây thì các bạn xem ở bên này chưa có, còn có phần meta và Android main. Thì các bạn sao chép qua này. Đây các bạn chọn hai cái mục này. Đó, và các bạn nhấn sao chép. Đấy. Ok. Ghi đề lên. Đấy, như vậy là sao chép qua. Như vậy là đã sao chép qua, sao chép cái meta và Android main này qua systemui cái trc này. Đấy. Và mình sẽ nói luôn mình sẽ nói luôn cái short Explorer này. Đấy. Thì cái app này ấy, mình sẽ sử dụng để copy file vào hệ thống. Thì ở đây bên nó cũng sẽ có hai tab này. Ở đây có hai tab là Rot và Stronger này. Mình học tiếng Anh không chuẩn đâu. Các bạn nhìn theo và làm theo thôi. Tìm đến cái file này, APK tool này. Đấy, file mình mod là file MIUI System UI cái SDK này. Đây, cái file này là file đã mod xong nha. Thì các bạn sẽ nhận giữ vào đây. Nó sẽ lên trên này, nó sẽ xuất hiện một cái hàng này nữa trên này này. Đấy. Bạn nhận giữ này, đây. Và nhận vào cái dấu này là sẽ sao chép này. Cái dấu sao chép này đây. Sau nhấn vào bên này, tab bên này là tab rot, nhấn rot. Và tìm theo đường dẫn là rot system pre app MIUI system UI. Đây. Thì đối với mình là ROM MIUI nên nó sẽ là MIUI system UI nhé. Còn các bạn dùng LG thì sẽ là LG system UI hoặc là chỉ system UI. Đây. Đây. Mở vào. Ấy. Mình xin lỗi các bạn nhé. Cái bước này á, thì các bạn chạy vào pre app thôi, không cần chưa chạy vào MIUI system UI đâu nhé. Đấy. Các bạn sẽ dán vào đây. Dán. Đấy. Các bạn dán vào pre app nhé, chưa dán vào system UI đâu. Sau đó cũng nhấn giữ. Và chọn chỗ ba chấm bên này này, bên góc này, bên góc phải màn hình, góc trên cùng. Chỗ ba chấm. Và chọn permission. Đây. Đấy. Và các bạn bỏ dấu tích như hình như mình. Đấy. 0644. Nhấn ok. Rồi. Tiếp theo là nhấn giữ tiếp. Chọn dấu ba chấm này để đổi tên ấy, rename này. Đấy. Mình sẽ đổi nó, mình sẽ xóa cái đuôi src này. Đó. Cho nó giống cái file gốc ấy. Đó. Rồi bây giờ mình chuyển vào MIUI
System UI này, thì các bạn sẽ nhấn chữ này và chọn vào hình cái kéo này, nghĩa là cắt đấy. Rồi vào MIUI System UI và nhấn phát. Đấy, đây là đã copy vào hệ thống. Thì sau khi copy vào hệ thống thì các bạn nhấn, các bạn khởi động nguồn lên lại và hưởng thụ cái status 3 vừa mới mod được. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình. Nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình nhé.